Xin chào anh chị và các bạn. Tuổi Sửu. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình tử vi. Từ ngày mai đến đúng rằm tháng 7 âm lịch của chúng tôi, trong video này đội ngũ biên tập đã dựa trên những luận giải từ các chuyên gia tử vi tướng số hàng đầu để đưa ra các dự báo về tử vi chi tiết của tuổi Sửu và những con số may mắn tương ứng trong tháng mới, đồng thời cung cấp thêm các lưu ý của chuyên gia tử vi. Nhằm giúp quý anh chị và các bạn đón lành tránh dữ trong tháng 7 cô hồn này. Tử vi từ ngày mai đến đúng rằm tháng 7 tuổi Sửu âm lịch, thời gian này suy ở mệnh khiến con giáp tuổi Sửu có cảm giác mông lung với cuộc sống của mình. Đôi khi bạn cảm thấy như mình đang bị lạc hướng và ai nói gì cũng muốn nghe và làm theo một cách thụ động mà không biết vì sao. Tuy nhiên, chính thời gian này đã cho bạn những bài học quý giá mà không phải khi nào bạn cũng có được. Ví dụ như bạn nhận ra rằng không phải khi nào cũng phải hành động, tranh đấu, mạnh mẽ, quyết liệt. Đôi khi chỉ cần đơn giản là chấp nhận thực tế. Lựa chọn khôn ngoan cũng đã giúp bạn tránh được rất nhiều rắc rối. Còn nếu đủ may mắn thì nhiều kết quả đến bất ngờ. Nhìn chung, từ ngày mai đến đúng rằm tháng 7 âm lịch nhờ sự ôn hòa của bạn, mà vận trình tình cảm cũng trở nên bình yên hơn. Dù có căng thẳng nhưng khi bạn biết nhẫn nhịn thì sóng gió qua đi rất nhanh. May mắn là có tử vi các tinh hỗ trợ nên tài lộc của bản mệnh trong tháng này vẫn có thể gia tăng. Thực ra phần lớn là do kết quả bạn nỗ lực suốt nửa năm qua chứ không phải là kết quả có chỉ nhờ một sớm một chiều. Khía cạnh sức khỏe của bản mệnh từ ngày mai đến đúng rằm tháng 7 âm lịch cũng không có gì đáng để lo ngại. Khi bạn đảm bảo được việc giữ tinh thần thư giãn, không quá căng thẳng, mệt mỏi thì tình trạng thể lực cũng được cải thiện rất nhiều. Tử vi tài lộc tuổi Sửu từ ngày mai đến đúng rằm tháng 7 âm lịch. Tài lộc của con giáp tuổi Sửu thời gian này giữ ở mức ổn định và chỉ cần như vậy cũng là rất tốt đối với bản mệnh ngay lúc này rồi. Hơn nữa bạn vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo về khía cạnh tiền bạc nên cũng không có gì để phải lo lắng. Trong thời gian này, mọi thứ diễn ra khá chậm nhưng bạn cảm thấy hài lòng với việc đó, ngay cả khi dòng tiền tuy chậm nhưng đều cũng không làm bạn cảm thấy phiền lòng chỉ thấy biết ơn rằng mình vẫn có thu nhập đều để đảm bảo cuộc sống từng có giai đoạn bạn khá liều lĩnh nhưng chỉ đẩy bản thân vào chỗ rủi ro căng thẳng không cần thiết cơ hội thành công lại không nhiều vậy nên thời gian này bản mệnh rút kinh nghiệm tập trung vào giải pháp an toàn nhận thấy những biến động tài chính ở ngoài kia những ai thuyền to gặp sóng lớn còn bạn ở đây vẫn bình yên bạn đã nhận ra rằng mình may mắn tới nhường nào con số may mắn về tài lộc của tuổi sửu từ ngày mai đến đúng rằm tháng 7 âm lịch. Số 77 và số 38. Quý anh chị và các bạn hãy nhắn lại con số tài lộc của mình trong phần bình luận của video này. Có thể sẽ có một vận may về tài lộc bất ngờ ập đến với quý anh chị và các bạn. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tài lộc của tuổi Sửu từ ngày mai đến đúng rằm tháng 7 âm lịch. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong tháng mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. Tử Vi sự nghiệp tuổi Sửu từ ngày mai đến đúng rằm tháng 7 âm lịch. Tử Vi tháng 7 năm 2024 tuổi Sửu âm lịch, có thể con giáp tuổi Sửu cảm thấy không chắc chắn với những gì mình đã làm, nhưng bạn lại biết lắng nghe và sẵn sàng học hỏi, nhất là khi chính quan soi đường chỉ lối nên bạn chỉ cần làm theo, cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho quá trình phát triển sự nghiệp của mình. Tính cách yêu đời, thoải mái của tuổi sửu giúp bạn khắc phục được những áp lực trong đời sống, giúp bạn thả lỏng bản thân. Đôi khi không có mục tiêu gây áp lực cho chính mình, bạn lại cảm thấy cuộc sống vui vẻ, đi làm cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Hôm nay tứ lục bay vào phương chính nam, mệnh chủ có thể sẽ được cấp trên ưu ái và nâng đỡ khá nhiều hôm nay. Những trọng trách được đặt lên vai bản mệnh. Khi được làm việc mình thích, bạn không còn cảm thấy mệt mỏi. Căng thẳng nữa mà chỉ còn niềm vui trong công việc, may mắn ghé thăm nên nhìn chung từ ngày mai đến đúng rằm tháng 7 âm lịch bản mệnh không quá vất vả, mọi thứ cứ thế từ từ đi vào khuôn khổ. Thậm chí bạn còn sắp xếp được thời gian để hỗ trợ những người xung quanh ngay khi họ cần. Tử vi tình duyên tuổi Sửu từ ngày mai đến đúng rằm tháng 7 âm lịch. Ngũ hành tương sinh trong tháng 7 này cho thấy đời sống tình cảm của con giáp tuổi Sửu cũng có dấu hiệu khởi sắc mối quan hệ gia đình hài hòa, tình duyên đôi lứa thêm phần ấm áp và hạnh phúc. Phụ nữ tuổi sửu lúc này thể hiện mình là là một người vợ hiền, đảm đang nên rất được chồng yêu thương, trân trọng. Nhờ vậy mà đời sống vợ chồng của hai người rất đáng mơ ước, khiến mọi người cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Trong gia đình và với bạn bè, bạn nên cư xử với công bằng với các thành viên, nhất là với trẻ nhỏ. Ngoài ra, bạn có thể kết giao rộng rãi, tìm được cho mình những người bạn mới. Có được khoảng thời gian trôi qua hài hòa, vui vẻ. Người tuổi Sửu độc thân lúc này có thể có thêm bạn, dành thời gian tìm hiểu để gia tăng sự kết nối. Những mối nhân duyên tốt đẹp sẽ xuất phát từ những điều nhỏ bé như thế này mà thôi. Tử Vi sức khỏe tuổi Sửu từ ngày mai đến đúng rằm tháng 7 âm lịch. Tháng này âm khí hoạt động mạnh vì thế con giáp tuổi Sửu nên sắp xếp thời gian hơn, lý để có thể đi ngủ sớm, thức càng muộn càng sinh ra nhiều bệnh tật đấy nhé. Nhìn chung, tháng này tuổi sửu có khả năng giữ cho thân, tâm của mình hài hòa, ổn định nên tình hình sức khỏe khá tốt, không có gì đáng phải bận lòng. Tuy nhiên, mặt khác, thời điểm tháng 7 âm lịch này, chạy bộ chậm là cách tập luyện tốt nhất tăng cường chức năng hô hấp. Tháng cô hồn kiên những gì theo quan niệm dân gian. Có rất nhiều điều kiên kỵ được mọi người truyền tai nhau trong tháng 7 âm lịch, với quan niệm có thờ có thiên, có kiên có lành vậy tháng cô hồn kiên những gì? Trong quan niệm của dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm được xem là tháng cô hồn. Người xưa quan niệm đây là tháng của ma quỷ, đặc biệt là rằm tháng 7 được xem là ngày xá tội vong nhân, cần tránh nhiều điều để không chịu xui xẻo. Vậy nguồn gốc tháng cô hồn bắt nguồn từ đâu, và tháng cô hồn phải kiên những gì theo phong tục? Tháng cô hồn là cách gọi dân gian của tháng 7 âm lịch. Tháng 7 cô hồn bắt nguồn từ đạo giáo của người Trung Quốc. Họ cho rằng đây là khoảng thời gian Diêm Vương sẽ mở quỷ môn quan. Từ đó các vong linh, ma quỷ sẽ lên dương gian quấy phá. Bởi vậy, người xưa cho rằng đây là tháng đen đuổi trong năm, dễ gặp phải tai bay và gió và nếu làm việc lớn thì khó thành. Ở Việt Nam, theo tín ngưỡng truyền thống thì vào rằm tháng 7, các tội nhân ở cõi âm được tha một ngày. Bởi vậy các gia đình ở dương gian làm cổ bằng cúng gia tiên đốt vàng mã tụng kinh độ trì cho họ tháng bảy âm lịch tháng cô hồn kiên những gì trong dân gian có truyền miệng nhiều điều cần kiên kỵ trong tháng cô hồn với quan niệm có thờ có thiên có kiên có lành dưới đây là một số tục kiên trong tháng bảy âm lịch và lý giải về chúng một tháng cô hồn kiên đi chơi đêm dân gian tin rằng vào tháng bảy âm lịch diêm vương mở cửa quỷ môn quan để cho ma quỷ cô hồn được trở lại cõi trần Đến tối ngày rằm chúng phải quay về vì cửa ngục sẽ đóng lại. Vì thế trong nửa đầu tháng 7, nhiều người tránh đi chơi đêm khoảng thời gian được cho là âm khí nặng nhất để không bị ma quỷ trêu ghẹo, quấy nhiễu. Thậm chí vào ban ngày, nhiều gia đình còn không cho trẻ con ra đường chơi một mình, vì sợ ma quỷ sẽ lừa dẫn đi những nơi nguy hiểm. Người già cũng hay dặn con cháu tránh xa ao, hồ, sông nước trong những ngày này. 2. Kiên nhặt tiền rơi. Đây là một trong những điều kiên kỵ trong tháng 7 âm lịch mà các cụ già hay nhắc nhở con cháu. Khi làm các lễ cúng trong tháng cô hồn, nhiều người rải tiền lẻ để mua chục quỷ đầu trâu mặt ngựa hoặc để bố thí cho các vong hồn. Nhiều người sợ rằng nếu nhặt tiền rơi trong khoảng thời gian này, rất có thể họ sẽ nhặt phải những đồng tiền cúng đó và phải thay người rải tiền hứng chịu những rủi ro, tai họa hoặc bị ma quỷ quấy nhiễu vì dành phần của chúng. 3 kiên đốt vàng mã linh tinh. Tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian người ta tiêu thụ lượng vàng mã lớn nhất. Tuy vậy nhiều người vẫn nhắc nhau cẩn thận khi đốt, không được đốt tùy tiện vì có thể khiến ma quỷ đang lang thang khắp nơi vây lấy bạn, để kiếm chác, khiến cuộc sống không được bình an. Trên thực tế, việc đốt vàng mã vừa gây tốn kém, ô nhiễm môi trường vừa tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, vì vậy đây là hoạt động được khuyến cáo không nên thực hiện. 4 khiên ăn vụng đồ cúng cô hồn. Trẻ con ăn vụng đồ cúng là chuyện vẫn hay xảy ra, nhưng riêng mâm cổ cúng cô hồn thường được người lớn canh chừng đặc biệt cẩn thận, không để trẻ sờ cho đến khi hương cháy hết, mọi nghi thức hoàn tất. Điều này cũng xuất phát từ quan niệm cô hồn giả quỷ xuất hiện khắp nơi trong tháng 7 âm lịch, trong đó có nhiều quỷ đói. Mâm cổ cúng chúng sinh là dành cho những đối tượng này, nếu sờ vào sẽ chọc giận ma quỷ, khiến chúng nổi giận và gây rối. 5. Kiên chi khoản tiền lớn Đây là một trong những điều kiên kỵ. Trong tháng 7 âm lịch được rất nhiều người làm nghề buôn bán tuân thủ. Không ít người, đặc biệt là người kinh doanh, thường kiên suốt tiền, trả nợ trong ngày mùng 1 âm lịch nói chung vì sợ hao tài tán lọc. Với tháng cô hồn, sự kiên cử này thường kéo dài quá rằm, thậm chí hết tháng. Đương nhiên, hiếm ai sống cả tháng mà không phải chi tiền, người ta chỉ hạn chế suốt những món tiền lớn hạn chế chi tiền trả nợ tuy nhiên tất cả chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm và phụ thuộc vào quan niệm niềm tin của mỗi người dân gian thường sống bằng kinh nghiệm nhằm đáp ứng tâm lý hướng đến sự an toàn của cá nhân và cộng đồng dù vậy cái gì nhiều quá thì cũng không tốt suy cho cùng dù hành lễ ở đâu quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm con người thường xuyên làm việc thiện giúp đỡ người khác thì dù trong hoàn cảnh nào bản thân họ cũng cảm thấy an yên cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video này nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý anh chị và các bạn để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh đóng góp thêm giá trị cho cộng đồng tử vi tướng số tại việt nam quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều may mắn, vạn sự như ý.